Thực hư bảng giá triệu USD để ăn tối với nghệ sĩ showbiz như Dương Mịch. Công ty GoToTheShow bị điều tra vì có dấu hiệu lừa đảo mời chào gặp gỡ các ngôi sao của showbiz như Thái Tử Khôn, Dương Mịch với giá triệu USD. Công ty GoToTheShow bị điều tra vì có dấu hiệu lừa đảo. Theo Sohu, Cục Quản lý Giám sát Thị trường Thượng Hải vừa thông báo mở cuộc điều tra với công ty GoToTheShow. Nguồn cơn bắt đầu từ việc, cách đây vài ngày, thông qua nền tảng Douyin, đơn vị này quảng cáo dịch vụ môi giới gặp riêng nghệ sĩ hạng A, vận động viên, thậm chí lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp ở Trung Quốc. Công ty GoToTheShow thậm chí còn công khai bảng giá của dịch vụ ăn tối, hát nhảy cùng nhau trong 2 tiếng đối với ngôi sao giải trí như Trương Tụng Văn. 842.000 USD, Dương Siêu Việt, 1,1 triệu USD, Hòa Thần Vũ, 1,8 triệu USD, Thái Tử Khôn, 2,8 triệu USD, Dương Mịch, 2,1 triệu USD, Trường Nghệ Hưng, 4,2 triệu USD, Châu Kiệt Luân, 5,3 triệu USD. Đáng chú ý, GoToTheShow còn tuyên bố họ có thể mời được danh thủ Messi nếu khách đồng ý bỏ ra số tiền 50 triệu nhân dân tệ, 7 triệu USD. Bên cạnh đó, công ty này quy định khách hàng sẽ phải thanh toán trước 50% số tiền nếu việc đàm phán gặp gỡ diễn ra không suôn sẻ, phía môi giới không chịu trách nhiệm đền bù. Qua điều tra của tờ Thánh Đô, công ty này yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước, sau đó họ mới lên lịch cho buổi hẹn với các ngôi sao nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể nào. Tuy nhiên, khi hỏi kỹ hơn, GoToTheShow lại không cung cấp được bằng chứng nào cho thấy từng tổ chức thành công dịch vụ này. Nghi vấn về việc lừa đảo người tiêu dùng, tờ Thành Đô đã báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng. Về phía các nghệ sĩ có tên trong danh sách, đại diện của một số người khẳng định chưa từng cùng GoToTheShow tổ chức dịch vụ gặp mặt riêng này. Phía các ngôi sao trong showbiz, Hoa Ngữ cảnh báo người hâm mộ về mánh lưới lừa tiền, quảng cáo sai sự thật của công ty nói trên. Có hay không đường dây môi giới gặp gỡ riêng tư ở showbiz? Thực tế, không phải khi công ty GoToTheShow bị điều tra, câu chuyện gặp gỡ riêng tư với các nghệ sĩ Trung Quốc bị truyền thông phơi bày sự thật. Cách đây nhiều năm, nữ diễn viên Kim Sảo Sảo thừa nhận cô thường xuyên nhận được lời mời chào từ những người lắm tiền nhiều của. Tuy nhiên, vì biết giao dịch như vậy thường không dừng lại ở việc ăn tối nên cô luôn từ chối. Kim tiểu thư, ông chủ tôi từ lâu đã để mắt đến cô. Ông ấy rất thích cô và muốn được cùng cô ăn một bữa tối thân mật. Hy vọng cô có thể nhận lời. Tùy cô ra giá, bao nhiêu ông chủ cũng chấp nhận. Không kỳ kèo, Kim Sảo Sảo từng gây sốc khi tung đoạn tin nhắn của người môi giới mời chào cô đến các bữa tiệc. Theo Tân Hoa Xã, hoạt động gặp gỡ giữa nghệ sĩ với giới siêu giàu được gọi là dạ tiệc năm sao trưởng thành của ngành giải trí. Những buổi tiệc này không đơn giản chỉ là vui chơi mà còn là sự kiện giao lưu xã hội. Với người làm việc trong showbiz, đặc biệt là minh tinh, hầu rượu và ăn tối với đại gia được xem là luật bất thành văn, phương thức đổi đời. Bởi giới thượng lưu là những người bỏ tiền tài trợ cho chương trình truyền hình, dự án phim ảnh. Còn nhớ, HK01 từng làm khảo sát phỏng vấn nhiều nghệ sĩ trẻ trong giới giải trí Hồng Kông về những buổi tiệc tối với đại gia. Kết quả là, có đến 80% sao nữ thừa nhận họ từng nhận được những lời gạ gẫm cùng ăn một bữa tối, uống một ly rượu khi đặt chân vào showbiz. Một số người đẹp không ngại ngần tiết lộ giá cả được các đại gia mời mọc. 1,5 triệu USD là số tiền một đại gia đưa ra để đổi lấy bữa tối với tôi, diễn viên Trang Tư Mẫn chia sẻ. Từng có một người đàn ông bí ẩn đề nghị đưa tôi đi ăn với giá 1,2 triệu USD, nữ diễn viên Tôn Tuệ Tuyết nói. Người mẫu Trần Vĩ Kỳ tiết lộ, giá của tôi là 1 triệu USD, con số sẽ là 2 triệu USD nếu tôi chấp nhận phục vụ sau bữa ăn. Trước và sau khi trở thành sao hạng A, những ngôi sao như Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi, Trương Tử Di, Lâm Chí Linh, Triệu Vi, Trương Tịnh Sơ, cùng lợi cũng từng bị tung ảnh thân mật bên những ông chủ lớn. Kèm theo đó là bảng giá để ăn tối với các mỹ nhân này cũng không hề nhỏ. Cụ thể, giá để Phạm Băng Băng ngồi vào bàn tiệc lên đến 83.000 USD. Ngôi sao nổi tiếng trên toàn thế giới Trương Tử Di cũng thuộc dạng cao 90.000 USD. Thù lao để mời Lâm Chí Linh tham gia một bữa tiệc rượu là hơn 102.000 USD. Mức cát-xê để các đại gia mời được cùng lợi là 56.000 USD. Điền Lệ, nữ diễn viên từng lên ngôi ảnh hậu tại Kim Trung lần thứ 37 từng gây sốc khi tiết lộ trên ETTODAI rằng có đến 90% nghệ sĩ từng đi tiếp đại gia. Họ phủ nhận vì sợ danh tiếng bị vấy bẩy và bị gọi là gái bao. Còn thực tế, nhiều nghệ sĩ sẵn sàng gật đầu đi ăn tối, tiếp rượu, thậm chí lên giường cùng người lắm tiền nhiều của. Tuy nhiên, Nhân dân Nhật Báo đánh giá việc ăn tối với đại gia để kiếm tiền khủng nghe qua khá đơn giản nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ca sĩ Từ Hoài Ngọc tiết lộ với ETTODAI, cô từng sợ đến phát khóc khi bị ép đi ăn tối và phục vụ văn nghệ cho đại ca xã hội đen ở một hộp đêm. Người đàn ông này và đàn em đã chúc rượu khiến cô say khướt, may mắn người quản lý phát hiện điều bất thường và đưa cô rời khỏi trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn. Từ Hoài Ngọc sau đó đã khởi kiện công ty quản lý, đơn phương chấm dứt hợp đồng.